2, chào. Đây là chợ lớn. Chợ lớn buổi gần trưa. Tôi đang rảnh rỗi nằm nghe nhạc. Nhạc đường phố. Những lúc rảnh rỗi thì tôi thường thích nghe nhạc, xem tin tức, nằm vận động tay chân. Tìm ý tưởng để đi kể chuyện. Tôi có ý đạp xe một vòng trên những con đường quen thuộc để nghe gió, để coi xe cộ trên đường, coi thiên hạ mua bán, vận động tay chân. Ra ngoài thì tôi mặc thêm cái quần để đạp xe. Mang dài đem theo cái khăn với cái dao hướng đạo. Lên đường. Hôm nay tiết trời mát mẻ. Lúc này là 10 giờ sáng. Tôi có ý định đạp xe đi dạo phố. Ra ngoài thì xỏ cái áo nhiều lỗ. Bóp. Mắt kiến nhìn xa. Mang theo cái điện thoại. Cây dao hướng đạo. Đội cái nón. Đạp xe đi vòng vòng. Điều thú vị là tôi có cơ hội để dùng cái điện thoại tự ghi hình, tự kể chuyện
với tôi kể chuyện là một điều hứng thú. Kể chuyện tôi có thể nói những gì mà tôi muốn. Như trên bảng chữ nôm, chữ Hán nôm mỗi ngày. Nhất diệp tri thu, đó là nhìn một cái lá mà ta biết được mùa thu. Đó là câu chữ Hán. Câu chữ nôm là một lá biết thu. Đây là chữ nôm. Mỗi ngày thì tôi học vài chữ Hán nôm. Bây giờ tôi lấy xe đạp ra đi dạo phố, đi lòng vòng trên những con đường quen thuộc, nhìn ngắm cảnh xe cộ trên đường phố và coi thiên hạ mua bán. Lên đường, tôi đã ra đường Nguyễn Trãi. Đường Nguyễn Trãi buổi sáng, hôm nay là thứ hai, lúc này là gần 10 giờ sáng. Bên kia là trường Đại học Sài Gòn. Tiệm thời trang Jordy. Ở đây là tiệm sửa xe. Tiệm bán phở. Tiếu, trái cây. Bán đồ nội y phụ nữ. Nước suối, nước sâm. Tôi vào đường Nguyễn Biểu. Tiệm bán bánh ngọt, tiệm sửa chữa điện thoại, bán vớ, trạm chờ xe bus. Ở đây người ta bán bún, bánh hỏi, thịt nem nướng. Trên đường người ta bán nước uống, nước sâm vừa tắt, nước ngọt. Cảnh trên đường Nguyễn Biểu buổi sáng. Trời hôm nay ui ui, nhiều mây. Mặt trời lúc này không thấy lú dạng. Do đó đường không có quá nắng. Tiệm photocopy, tiệm hớt tóc. Mimi, đây là hội những người thích chơi cờ tướng. Tôi đang đạp xe trên đường Nguyễn Biểu. Đi ngang đường Phan Văn Trị. Tiệm bánh ngọt.
Nếu đi thẳng thì tôi sẽ lên cầu chữ Y. Qua quận 8 hoặc là Phạm Thế Hiển. Ở đây cũng có bán thịt nướng, bánh hỏi 20k. Tức là một phần 20.000. Không tới 1 đô. Tôi không đi thẳng. Tôi sẽ quẹo vào đường Trần Hưng Đạo. Cây xăng số 18. Người xin ăn ở góc phố. Ngã tư Nguyễn Biểu, Trần Bình Trọng. Ở ngã tư thường có những người ngồi xin tiền. Tôi vào đường Trần Hưng Đạo. Ở đây là Thế Giới Di Động. Cũng đã dẹp tiệm, nhà cho thuê. Cái thời buổi kinh tế suy sụp, rất khó làm ăn. Mở vài tháng rồi lại dẹp. Đây là nhân vật nổi tiếng ở khu này. Ở đây bữa nay không có bán đồ ăn. Người ta sửa. Chỗ này bán phở, bán cháo huyết. Chỗ này người ta sửa chữa. Trang Hy, chè ngon sáng tạo. Sư đi khất thực, đầu trần chân đất. Bên đây là cây xăng Petroimex số 27. Cảnh xe cộ trên đường Trần Hưng Đạo. Những bông màu tím. Ở đây người ta trồng trầu ong. Cho nó bám vào cây dầu. Vâng. Mai Anh. Trường Mẫu Giáo Mai Anh. Lúc này là mùa hè, thành ra học sinh được nghỉ. Đi đi.
người ta thu mua giấy. Đang cân. Đa số những người dưới quê lên làm nghề thu mua giấy, trạm chờ xe bus. Đây là nhà mộ Trương Vĩnh Ký, số 520 Trần Hưng Đạo, phường 2, quận 5. Nhà mộ Trương Vĩnh Ký. Ở đây có những câu đối chữ Hán nôm. Bãi đất trống dùng làm chỗ giữ xe. Mở quán cà phê, quán nhậu. Trước mặt là đường Trần Hưng Đạo. Chỗ này người ta bán đồ điện thoại, chờ đèn. Ngã tư Trần Hưng Đạo, Trần Bình Trọng. Hệ thống đếm ngược cho biết lúc nào sẽ đổi từ đèn đỏ qua đèn xanh. Đổi đèn. Tôi băng ngang đường Trần Bình Trọng. Tôi đang đi về hướng Tây. Nếu tiếp tục đi về hướng Tây trên đường Trần Hưng Đạo thì tôi sẽ đến chợ lớn và điểm cuối là nhà thờ Cha Tam. Nghĩa là nếu tiếp tục đi thì tôi sẽ đi đến điểm cuối đụng nhà thờ Cha Tam. Xe hút hầm cầu. Xe taxi xanh là xe chạy pin, bạn không thấy có ống khói, nó là không có phun khói. Trời mát. Bãi đất này chưa xây dựng gì, thành ra người ta lấy làm cái khu gửi xe. Giữ xe. Xe xanh là xe chạy pin, không có ống khói, không có phun khói. Tôi đi ngang Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ. Khánh thất họ Đạo liên quận 5 và quận 8. Ở trước có hai câu đối: Cao thượng chí tôn, đại đạo hòa bình, dân chủ Nhật. Bên đây là đại tiền tôn niên, tam kỳ quan hưởng tự do quyền. Tức là hai câu đối.
ngày nay ít người Việt có thể đọc được chữ Hán nôm. Ở trên là chữ Pháp, gồm bộ thủy với chữ khứ. Ngân hàng SCB cất rất là cao, vượt lên trên cây dầu. Đập lên thì tôi sẽ đụng đường Lê Hồng Phong. Ở đây có quán cà phê Nhật Nguyệt. Nhật là mặt trời, Nguyệt là mặt trăng, có nghĩa là sáng đêm. Sáng thì nhờ nhật, mà tối thì nhờ đêm. Nhật Nguyệt là sáng đêm. Ghép Nhật với Nguyệt thì thành chữ Minh. Nhưng mà rất tiếc không có chữ hình vẽ, tức là chữ Hán nôm. Chỉ có chữ Latin thôi. Quẹo phải thì tôi sẽ vào đường Lê Hồng Phong. Tôi vào đường Lê Hồng Phong. Lê Hồng Phong đi về hướng Bắc. Sau lưng tôi là hướng Nam. Thì tôi sẽ tới đường Nguyễn Trãi. Tôi muốn mua đồ nhưng mà cái gì ở nhà cũng có hết, thành ra không có mua được cái gì. Đây là đường Phan Văn Trị. Phan Văn Trị phía quận 5. Người ta trồng những cây lấy bóng mát. Đường Lê Hồng Phong và Phan Văn Trị. Con chó. Tôi sắp lên tới đường Nguyễn Trãi. Chỗ này có bán bánh tiêu, dầu dao quẩy. Mùi rất thơm. Thơm mùi bánh. Tôi đã tới đường Nguyễn Trãi. Đi thẳng là đường Lê Hồng Phong. Tôi quẹo phải vào đường Nguyễn Trãi, đi về hướng Đông. Đây là tiệm thời trang The Blue. Cũng vắng khách. Bên kia là đường Lê Hồng Phong. Đạp lên chút nữa thì tôi sẽ tới chợ Bầu Sen, đối diện là trạm xe bus, bus stop. Chợ Bầu Sen
lúc này thì vắng rồi, chợ Bào Sen chỉ bán có buổi sáng thôi, lúc này người ta bắt đầu dọn chợ. Tiếp tục đạp về hướng đông thì tôi sẽ về tới đầu hẻm. Ở đây nhà cho thuê cầm cự không nổi, treo bảng cho thuê Blue Exchange, báo thời trang. Bây giờ thì thấy nắng rồi, nhưng mà trên đường vẫn có nhiều bóng mát. Tôi sắp tới đường Lê Hồng Phong, tiệm baby bán đồ kit. Còn ở đây thì tiệm bán đồ người lớn, bán đồ người lớn. Rất là hấp dẫn. Xe bus 68 đi tới bến xe Chợ Lớn. Người ta bán xôi, xôi non, mắm ruốc. Tôi đang chờ đèn. Tôi đang trên đường Nguyễn Trãi, sắp sửa về tới đầu hẻm. Ở đây là trạm xe bus, bus stop, tiệm thời trang. Nguyễn Trãi nằm dưới hai hàng cây dầu cao to. Adam Store, chiêu mai đồ vét, My Kingdom, thế giới đồ chơi trẻ em. Vào con hẻm này thì tôi sẽ về tới nhà. Ở đây khỏi đạp, đường dốc, xe nó sẽ tự lăn bánh để về tới nhà. Người ta đi vào hàng. Tôi về tới nhà. Chào.